Yazeed Movita đầu 30, xe thùng. Cái này xe thùng nha các bạn. Xe thùng mình đã vừa xác minh hồ sơ xong là cái lô thứ 3. Con này là con đầu tiên về lô thứ 3. Con này là Movita thùng 2021, xác minh hồ sơ 2022. Số seri là 3464. Con này xe thùng, thì không có gì để bàn nha mọi người. Con này mình vừa xác minh hồ sơ xong ở lô thứ 3 thì con đầu tiên về. Nói chung là xe thùng thì anh em chơi khỏi suy nghĩ. Con này cái bánh dơ là do dẫn ra dẫn vô nhà nha mọi người. Còn xe thùng đã xác minh hồ sơ là bắt buộc phải vô xăng nha các bạn. Cái này là nếu anh em nào có làm nghề hoặc là khách chơi, mình tìm hiểu thông tin chút. Đừng có nghĩ cái chuyện gọi là xe thùng chưa xăng thì anh em về bấm số dễ. Xe thùng chưa xăng á, mình bán sẽ rẻ hơn cái xe thùng đã xác minh hồ sơ này 10 triệu. Mình nói cho rõ luôn để anh em khách có thông tin. Bên mình nếu các bạn lấy cái xe thùng chưa xăng, mình giao cho các bạn xe thùng chưa xăng, bao hồ sơ, bao hải quan, bao số máy zin, chứ không phải chơi số CNC nha. Bao cho bạn 100%, một đền một, thì mình sẽ giao rẻ hơn cái xe đã xác minh hồ sơ 10 triệu. Tại vì cái lô này mình phải bỏ bên hải quan 8 tháng trời các bạn. 8 tháng, còn các bạn muốn nhanh hơn 8 tháng các bạn phải chi, mà phải chi đẹp nữa thì mới xác minh hồ sơ xong. Mà quy trình xác minh hồ sơ thì bắt buộc các bạn phải chăm xăng. Cái đó là quy trình, bắt buộc là phải chăm xăng. Còn xe là đảm bảo không có chạy. Kể cả đây, nguyên cái lô của mình đều nêm cái tay là hết vậy nè. Ví dụ như mình nêm cái cục xốp hai bên hết. Để chi, để tránh cái trường hợp mà cái người ta dẫn xe lên xuống cái cong á, cái thùng container á, dẫn lên dẫn xuống, người ta bóp thắng gì thì sẽ chạy đĩa của khách. Thì cái này bên hàng rất là kỹ cái chuyện này. Còn về xe thùng thì không có gì để bàn hết. Nói chung là anh em gớt tiền thì chơi thôi. Còn bên mình thì bán là xe thùng đã xác minh hồ sơ. Anh em về cứ đóng trước bạ. Trước bạ xe thùng thì hơi mặn nha mọi người. Nên cái phương án xe lướt thì lúc nào nó có giá nó cũng tốt hơn. Còn xe thùng thì về đóng trước bạ nó hơi mặn là cái nhất. Cái thứ hai á là anh em ra tên nó lẹ, trong vòng 30-60 ngày là xong. Theo quy định thì là 60 ngày. Trên thực tế anh em gửi dịch vụ để nhập cho các bạn thì trong 30 ngày đổ lại xong thôi, thì nó cũng dễ hơn. Với xác minh giám định nó cũng lẹ nữa. Còn tại thời điểm hiện tại thì mình đang làm lô thứ 3, hết xăng luôn rồi. Hết xăng luôn phải không? Nên anh em nào cảm thấy hợp nhãn thì cứ liên hệ với mình nha. Còn đối với những cái xe thùng như thế này á thì bên cửa hàng bán thì không có hỗ trợ góp được nha các bạn. Cái này là do mình đi xác minh hồ sơ về thì không có đeo biển số, hoặc là những cái xe lướt thì có đeo biển số thì mới có hỗ trợ góp. Còn Movita thì nó chỉ có một bộ áo như thế này nên không có bao thay màu áo cho anh em được nha. Còn cái bản thường thì có bao thay màu áo. Bản thường thì mình sẽ thay là đỏ đen, vàng đen rồi này kia nọ. Đây, trong này đây mình còn xe lướt đây nha mọi người. Xe lướt đang đeo biển đẹp. Movita lướt cũng có. Bản thùng ý lộn, bản thường. Xe lướt cũng có, xe thùng cũng có. Movita thì xe thùng cũng có, xe lướt cũng có. Nói chung là bên mình cũng bán đa dạng mẫu mã, đa dạng về chất xe, để anh em có cái điều kiện tới đâu thì mình sẽ chơi tới đó. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip nha. Cần thì liên hệ với mình. Mình bao giá tốt nhất Việt Nam, chứ không nói giá tốt nhất miền Tây. Mình dám bao với bạn là xe chuẩn số zin, không chơi số NC, số CNC là cái nhất. Cái thứ hai là xe đã xác minh hồ sơ về, anh em bấm số luôn khỏi đợi. Cái thứ ba, bao giá nguyên Việt Nam luôn đó. Mình dám nói mạnh miệng câu đó.
Còn anh em nào có theo dõi bên YouTube mình nhiều thì chắc cũng biết mình dân mê xe lắm. Lời ít nhưng mà số lượng mình bán rất nhiều, một tháng bán rất nhiều xe các bạn. Còn số lượng mình một tháng mình bán được bao nhiêu chiếc xe thì mình nói cho anh em nghe không được. Vậy thôi. Còn dụ như có người bán một tháng được 1-2 chiếc xe thùng mỗi ta thì người ta bán cái đồng lời người ta phải cao, người ta mới trụ nổi chi phí người ta thì chuyện nó cứ bình thường. Còn anh mình bán được số lượng lớn, số lượng nhiều. Thậm chí là cái giá mình đang bán cho các bạn ở đây là khách nè, mình giao cho lái vẫn được luôn. Mình nói tới đây anh em hiểu đó, giá của con xe thùng này mình giao lái vẫn được. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip. Nếu chú cảm thấy sợ vợ thì về nhà em xí kì. Yêu thương Thái Lan còn đợi em chiếu.